kem trắng da toàn thân cắp tóc từ 3 đến 5 ngày. Vừa trắng da lại trị được cả mụn. Nghe xong ai cũng muốn mua ngay. Tác dụng thần thánh là thế, ấy vậy mà lại chẳng có nhãn mác cụ thể, chỉ được đựng trong các xô chậu mất vệ sinh, thậm chí còn được bán theo cân. Từ đây, những sản phẩm có tác dụng thần kỳ này sẽ được một số chủ cơ sở thu mua, gom về, đóng hộp, gắn tem nhãn, rồi tung ra thị trường với giá vài trăm đến vài triệu đồng trên một lọ. Các cơ quan chức năng đã liên tục phát hiện và thu giữ hàng nghìn sản phẩm không rõ nguồn gốc, gắn mác handmade như thế này. Các bạn của em thì cũng có một vài bạn đã từng mua và sau khi dùng thì có bị dị ứng và mận ngứa. Hàng trên mạng thì lúc nào cũng chưa qua kiểm duyệt hoặc là mình chưa biết rõ nguồn gốc xuất xứ ấy ạ. Những lo lắng trên là hoàn toàn có cơ sở khi không ít các tài khoản trên mạng giao bán thực phẩm chức năng, mỹ phẩm lại không hề cung cấp được bất cứ thông tin về chủ sở hữu, số điện thoại hay thông tin liên lạc, không có cả địa chỉ kinh doanh, tài khoản ngân hàng. Khi người tiêu dùng sử dụng sản phẩm có ảnh hưởng tới sức khỏe thì cũng chẳng biết kêu ai. Chỉ tính riêng mạng xã hội Facebook, Việt Nam hiện có tới 58 triệu người dùng, xếp thứ 7 trên thế giới về số lượng người dùng. Đây chính là mảnh đất màu mỡ để một số chủ cơ sở sản xuất hàng giả, hàng kém chất lượng để trục lợi, bán kiếm lời. Người mua thì chỉ biết tin vào các lời quảng cáo hấp dẫn cũng như cân nhắc về giá tiền mà không thể kiểm định được về mặt chất lượng cũng như là nguồn gốc xuất xứ. Chính vì vậy hiện nay việc mua bán qua mạng các thực phẩm chức năng cũng như là mỹ phẩm đang kèm theo rất nhiều rủi ro. Các cơ quan chức năng khuyến cáo người tiêu dùng cần cân nhắc kỹ và tìm hiểu kỹ sản phẩm trước khi mua để tránh tiền mất tật mang.